Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng máy nấu sữa Dingo DCB600 ha. Máy sẽ có cối và thân rời nhau. Khi nấu mình sẽ gắn lên và lưu ý các điểm này nó sẽ khớp với nhau ạ. Rồi, đặt lên. Mình sẽ kết nối với nguồn điện. Lượng nước và nguyên liệu thì không vượt quá 600ml ha mọi người, có vạch mắc đó. Lắp nắp đúng vị trí. Rồi chọn bằng cách ấn và xoay. Khi chọn được chế độ rồi mình ấn vào cái nữa là sẽ hoạt động ở chế độ đó. Có thể mở nắp và thêm nguyên liệu bất cứ lúc nào ha. Hoặc là nhấc cối ra đặt luôn lại máy vẫn chạy ở chế độ đó tiếp. Khi muốn chuyển chế độ thì mình sẽ giữ nút chút xíu thì máy sẽ cho chuyển chế độ. Mình có thể làm sạch máy.